Có rất nhiều lý do khiến một vị tướng bị ghét trong liên minh. Có thể đó là do chúng sở hữu bộ kỹ năng quá tù, quá nhàm chán hoặc dễ gây ức chế. Cũng có thể do phần lớn người chơi vị tướng đó quá toxic và dễ chôn game. Tuy nhiên, một số vị tướng bị căm ghét đôi khi còn vì họ quá mạnh, khiến địch thủ đối đầu bị áp lực quá nhiều. Hôm nay, mời các bạn cùng xem game.com đến với top 20 vị tướng bị cộng đồng ghét bỏ nhất trong liên minh và lý do đằng sau. Jax. Jax không phải là mẫu tướng quá đè đường, nhưng mà cách nào đấy, bất kể bạn làm tốt như thế nào trong giai đoạn đi đường, một khi có được tam hợp kiếm, hắn ta vẫn dễ dàng băng trụ và hạ gục bạn. Chưa cần nhắc tới khả năng chống chịu tuyệt vời với chiêu cuối và chiêu E, phản công của mình. Không hiểu Riot nghĩ gì mà còn tặng cho hắn khả năng nhảy bổ vào mục tiêu với chiêu Q, nhảy vào nện như vậy. Nunu và Willum. Cựu tuyển thủ đi rừng của team Solomid, The Odd One từng nói rằng, với Nunu, bạn không cần thắng trận đấu. Mục tiêu của bạn là khiến cho người đi rừng đối phương trở nên vô dụng, giống như bạn. Bất cứ ai từng phải chứng kiến mọi bãi quái rừng của mình bị đánh cắp bởi Nunu và bị đồng đội đổ lỗi mỗi khi Nunu sử dụng trừng phạt và quy nuốt chừng để cướp rồng hoặc Baron đều sẽ thấu hiểu nỗi đau khi phải đối đầu với vị tướng này. Yumi. Sự khó chịu mà nàng mèo này gây ra ngay từ khi mới ra mắt đã được nhắc đến rất nhiều lần. Và mặc dù sở hữu tỷ lệ thắng gần như thấp nhất trong liên minh, nhưng chỉ cần thấy Yumi xuất hiện trong đội hình team địch, bạn hẳn đã có một dự cảm không lành. Không cần biết cô ta có thể gây ra bao nhiêu sát thương, chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ta núp trên người một con chó gát, sở hữu cho mình giáp máu và bạn không thể gây sát thương lên cô ta là đã đủ thấy bực mình rồi. Sync. Tất cả người chơi đều nói rằng họ phát điên với những người đi rừng chơi theo kiểu PvE, chỉ cắm mặt ở trong rừng, farm và farm đến chết. Thế nhưng họ quên mất một tướng điển hình cho lối chơi tự kỷ, chỉ chạy vòng quanh bản đồ bất kể mọi giai đoạn của trận đấu. Sync. Hắn ta không quá mạnh hoặc quá khó đối đầu, hắn ta chỉ là kiểu khiến trò chơi mất đi niềm vui vốn có. Hãy nghĩ tới cảnh bạn mắc kẹt trong trụ, biết là mình không bao giờ bắt được hắn ta, trong khi hắn ta đứng nhảy múa trêu người bạn và đồng đội. Bạn sẽ hiểu vì sao mọi người đều ghét Sync đến vậy. Twitch. Không có gì nhiều để nói về Twitch ngoài cảm giác bất lực đến phát điên mỗi khi nghe thấy tiếng "It's me" của hắn ta vang lên và tim bạn cứ từng mạng nằm xuống, bất chấp mọi nỗ lực cắm mắt hay giữ vị trí. Vẫn còn may là tỷ lệ chơi của hắn ta ở mức khá thấp, chỉ đạt 1,66%, nằm trong top cuối cùng của vai trò xạ thủ ở thời điểm hiện tại. Zoe. Dù không còn trong thời kỳ hoàng kim của mình, thì Zoe vẫn là một thế lực không thể coi thường khi được sử dụng bởi những người biết chơi.
Khả năng khống chế với E, bong bóng ngủ, khả năng vượt địa hình xuất quỷ nhập thần là những yếu tố chính khiến người chơi ghét khi phải đối đầu với Zoe. Đó là chưa kể, dù Riot có giảm sát thương cơ bản và tỷ lệ sức mạnh phép thuật của cô ấy đến đâu đi chăng nữa, bạn vẫn cảm thấy mình quá mong manh khi đụng phải cô nàng. Ivern. Ivern là một phiên bản tồi tệ hơn của Nunu và Willum. Bạn vẫn chẳng thể có được niềm vui khi phải đối đầu với một tướng rừng mà lối đi rừng không thể dự đoán được. Đặc biệt là khi hắn ta có thể ngay lập tức cướp sạch sẽ bãi quái rừng ngay trước mặt bạn với một nụ cười mỉm trên môi. Không gì có thể ức chế hơn cảm giác ấy. Hasagi! Karthus. Nếu bạn đã từng phải đối mặt với Karthus ở đường giữa, việc né tránh W, bức tường đau đớn, có cảm tưởng như không bao giờ kết thúc của hắn ta, có lẽ là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất của Liên Minh. Thật may mắn là giờ đây hắn ta xuất hiện nhiều hơn ở vai trò đi rừng, chẳng cần làm gì nhiều ngoài farm quái và kiếm mạng hàng gục miễn phí, mà thậm chí chẳng cần nhìn bản đồ bằng chiêu cuối của mình. Janna. Mọi người thường chế giễu Garen và Master Yi là những tướng đồng đoàn, chẳng cần nhiều kỹ năng. Nhưng Janna thậm chí còn đơn giản hơn rất nhiều. Tất cả những gì cô ấy cần làm là tạo lá chắn cho đồng minh và họ tự nhiên được tăng sát thương vật lý. Bất cứ kẻ địch nào có ý định áp sát carry của Janna, cô ta đều có thể thẳng thừng từ chối với chiêu cuối của mình. We got more, dude. Hell yeah. Icy bands and the sprinter thing. Hasagi! I will take the icy sprinter. Well, because unless you need it, because three times the effectiveness on hot hits, I got turrets, and you probably sprint. Well, I grabbed one icy band. Fiddlestick. Mặc dù đã bị giảm sức mạnh và không còn quá lộng hành như trước, nhưng nhắc đến Fiddlestick vẫn khiến không ít người chơi cảm thấy khó chịu. Hắn ta vẫn có những nhược điểm chí mạng giúp chúng ta có thể khắc chế, nhưng cảm giác bị câm lặng và sau đấy là hoảng sợ trong một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận luôn là một trải nghiệm không mấy vui vẻ trong Liên Minh. Kai'Sa. Khá bất ngờ khi một hot girl đánh giải được rất nhiều người chơi lựa chọn như Kai'Sa lại có mặt trong danh sách này. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đối thủ của Kai'Sa cảm thấy bộ kỹ năng của cô quá OP và chiếm quá nhiều ưu thế. Cô ấy có khả năng tạo lá chắn, có khả năng lao vào bằng chiêu cuối, có khả năng tàng hình và gây sát thương dựa trên máu đã mất của mục tiêu, có kỹ năng gây sát thương diện rộng và thậm chí có thể lên cả đồng hồ cát giò nha để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khá dễ hiểu khi một tướng công thủ toàn diện như Kai'Sa lại gây khó chịu cho đối thủ đến như vậy. Azir. Một mặt, bạn hẳn phải rất tôn trọng một ai đấy đã dành thời gian, tâm huyết và kiên nhẫn để học chơi một vị tướng có độ khó và phức tạp cao như Azir, trong khi chỉ có thể trọng dụng hắn ta trong một khoảng thời gian rất ngắn mỗi năm trước khi bị nerf thảm hại. Mặt khác,
bạn chắc chắn cực kỳ căm ghét mỗi khi vị tướng này được sử dụng, bởi bạn sẽ liên tục bị cấu máu từ một khoảng cách xa không tưởng và gần như không có cách nào ganh hắn ta thành công. Rumble. Đối đầu với Rumble bằng một tướng tay ngắn ở đường trên tuyệt đối là một cơn ác mộng. Bạn sẽ dễ dàng bị hắn ta đẩy đường, bị làm chậm cực kỳ khó chịu, và bất cứ khi nào bạn nỗ lực all-in tấn công, hắn ta đơn giản là chỉ cần dựng khiên lên và bỏ chạy. Tệ hơn nữa là dù bạn xoay sở bằng cách nào đó thắng được Rumble, hắn ta vẫn có thể dễ dàng xoay chiều cục diện trận đấu với một pha chiều cuối thả đẹp trong giao tranh tổng thể game. Blitzcrank. Có lẽ không một tướng nào trong liên minh về cơ bản có thể biến đổi cách bạn đi đường hơn Blitzcrank. Sự khác biệt giữa những pha kéo trúng hoặc trượt bằng quy, bàn tay hỏa tiễn là rất lớn, và bạn sẽ phải giữ vị trí chính xác đến từng mm khi phải đối đầu với hắn ta. Và cũng giống như Rumble, bất kể bạn thành công khi đi đường với hắn ta đến mức nào, chỉ cần một pha kéo trúng xuất thần vào carry team bạn cuối game cũng có thể dễ dàng quyết định thắng bại cả trận đấu. Fizz gây rất nhiều phiền toái cho đối thủ khi hắn ta trơn trượt và rất khó khống chế. Đồng thời sở hữu tới hai kỹ năng lao vào, trong đấy có một kỹ năng khiến hắn ta không thể bị chọn là mục tiêu. Chiêu E tung tăng nhảy múa có thể khiến cho mọi nỗ lực vây bắt, khống chế và tấn công trở thành lãng phí khi mà nó có thể né tránh gần như mọi thứ trong bất kỳ bộ chiêu thức nào của các tướng liên minh. Shaco. Phần lớn các tướng có khả năng tàng hình trong liên minh đều khiến người chơi ức chế khi phải đối đầu, bởi họ sẽ phải quan tâm tới nhiều yếu tố hơn trong quá trình chơi, như quan sát bản đồ, cắm mắt kiểm soát, sử dụng máy quét. Shaco cũng không phải ngoại lệ khi mà công việc của hắn ta hết sức nhẹ nhàng, chỉ cần bất ngờ xuất hiện từ hư không và gây hàng tấn sát thương lên mục tiêu ngay từ đầu game. Ngoài ra, người chơi liên minh còn dễ mắc phải một chứng gọi là hội chứng Shaco mỗi khi hắn ta xuất hiện trong đội hình của team địch. Lăn cầu tuyết quá kinh khủng và khiến đồng đội của bạn tức giận, buộc tội lẫn nhau vì đã không đủ nỗ lực khắc chế hắn. Pasaki! Genix. Bộ chiêu thức của Genix không gây khó chịu, chỉ là quá đơn giản để giúp người sử dụng nó trở nên OP, đồng nghĩa khiến đối thủ của cô phải khốn khổ. Khi Genix mạnh, cô ta dễ dàng thổi bay cả team địch với sát thương AOE của mình, nhận thêm cực nhiều tốc độ di chuyển và có thể dễ dàng rút lui an toàn. Cô ấy gần như là bá chủ ở bậc Elo thấp, và dù không thích chơi, bạn vẫn phải cấm hoặc chọn cô nàng. LeBlanc. LeBlanc cũng giống như Fizz, nhưng cô ta còn có thêm bonus khi kỹ năng lao vào của cô sau đó còn có thể sử dụng để thoát ra. Thậm chí cô ta còn có khả năng trói chân mục tiêu. Tại sao một sát thủ có khả năng bay màu đối thủ trong một nốt nhạc lại còn có thêm cả CC trong bộ chiêu thức của mình nữa chứ? Riven. Đối đầu với một Riven biết chơi chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu trong liên minh. Hãy nhìn vào những lợi thế mà cô ta sở hữu, bạn sẽ hiểu. Cô ấy có khả năng lao vào, có khả năng tạo khiên, làm choáng mục tiêu và chiêu cuối thì gây sát thương diện rộng.
Tất cả những điều này biến Riven thành một tướng mạnh và cân bằng với khả năng công thủ toàn diện. Điều may mắn nhất là cô ta khó chơi và không phải ai cũng có thể sử dụng linh hoạt được. Nếu không, bạn chắc chắn cũng không muốn phải đối đầu với cô ta một chút nào đâu. Yasuo. Yasuo đương nhiên là có mặt trong danh sách này, không bởi độ toxic vốn làm nên thương hiệu của những người chơi sử dụng hắn, mà chính bởi sức mạnh vốn có mà hắn ta sở hữu. Yasuo có khả năng lao vào tuyệt vời, cho phép hắn ta áp sát và tấn công bạn, sau đó thoát ra nhanh chóng. Khả năng hất tung từ xa cứ sau mỗi 5 giây cũng khiến việc đối mặt với hắn ta không hề vui vẻ một chút nào cả. Đó là còn chưa kể tới tường gió và nội tại giúp mọi nỗ lực harass của bạn trở thành công cốc nữa. Và có một sự thực là ai cũng phải chấp nhận, ngay cả một Yasuo 0175 cũng có thể xoay chiều cục diện trận đấu với một món trang bị chí mạng và một pha hất tung đẹp trong giờ tranh tàu. Vậy còn bạn, vị tướng mà bạn ghét nhất trong liên minh là ai và lý do tại sao? Hãy chia sẻ cho chúng mình ở phần bình luận nhé!